huyện Bình Chánh, người dân ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B phản ánh vì không khí bị ô nhiễm nặng, các hoạt động sản xuất của cơ sở nhượng wash quần áo, cơ sở sản xuất tái chế thùng xốp, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân chung quanh. Mới đây, chuyên trang truyền hình báo Công Lý đã đăng tải bài viết, huyện Bình Chánh, nhiều hộ dân kêu cứu do cơ sở nấu nhôm, nấu đồng, tái chế phế liệu gây ô nhiễm. Đăng tải ngày 30 tháng 6 năm 2022, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước thải trên địa bàn tổ 17, ấp 5 xã Vĩnh Lộc B chưa được xử lý dứt điểm. Tiếp nối những điểm đen ô nhiễm nặng, chúng tôi tới khu vực tổ 20, ấp 1A xã Vĩnh Lộc B để xác thực theo đơn phản ánh của người dân. Bắt đầu từ kênh nước đen, đầu đường liên ấp 123, đi dọc theo hành lang an toàn kênh, có thể thấy những cột khói đen bốc lên từ cơ sở sản xuất, tái chế thùng xốp Quang Minh, cơ sở nhuộm wash quần áo Trường Thịnh, xả khói mù mịt ra môi trường. Hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí, sức khỏe của người dân nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, ông LVC, ông D, ông N là những hộ sống gần hai cơ sở gây ô nhiễm cho biết, họ đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp tổ dân phố, đồng thời điện thoại trực tiếp tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về thực trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay các hộ gia đình xung quanh vẫn sống trong cảnh hít thở khói bụi ô nhiễm triền miên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Theo quan sát của chúng tôi, cứ khoảng một tiếng, các ống khói tại hai cơ sở này tuôn ra những cuộn khói đen kịch, kèm theo những hạt sỉ đen li ti rơi xuống đất. Đồng thời, tại cơ sở nhượng wash quần áo Trường Thịnh, cơ sở sản xuất tái chế thùng xốp Quang Minh, phát ra mùi hôi khó chịu, mùi hóa chất, mùi sỉ tro, mùi cao su cháy khét lẹt, không những bao phủ khu dân cư tổ 20 ấp 1A, mà còn lan tỏa ra các khu dân cư lân cận mỗi khi có gió lớn. Mặt khác, tiếng máy móc tại hai cơ sở này luôn tạo ra tiếng ồn rất lớn, khiến việc sinh hoạt học tập của trẻ em, học sinh, người lớn tuổi trong khu vực bị ảnh hưởng rất nhiều. Bên cạnh đó, lượng nước trong hoạt động nhuộm wash quần áo, sản xuất tái chế thùng xốp, lượng hóa chất hòa với nước thải xả ra kênh nước đen rất lớn. Liệu hoạt động đó có tuân theo quy định pháp luật về môi trường? Nó chậm cái gì mà khói lên đang sôi mà bụi bám tùm lum á. Xả đâu dính đó. Nơi có phản ánh địa phương chưa? Ôi, phản hoài, xả xuống hoài cũng như không. Người dân sống tại tổ 20, ấp 1A xã Vĩnh Lộc B và khu vực lân cận, mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án di dời, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm của các cơ sở này, sớm trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây.